Thì chứng tỏ là em cũng có nhiều đối tượng tán tỉnh phết nhá. Toàn toàn đối tượng. Ôi rồi ôi. Chịu đấy. Anh chịu đấy. Thằng này không có chơi đâu, thằng này học giỏi lắm. À thế à? Thằng này về sau nhá, đến lúc mình lên đại học rồi nó vẫn còn nhắn tin cho mình, nó bảo là chị cũng có nhiều cái giống em. Nói nhá, em mua bộ Mikado, nó cũng mua bộ Mikado như thế. Ừ. Mọi người tưởng hai đứa mặc đôi. Ui trời ơi, thế chết. Xong rồi nó cũng nhắn tin cho mình, nó bảo là chị nhiều cái giống em học dược, nó cũng học dược, nó học đại học dược. Hay hay Thế là nó có bảo. nhà nhà điều kiện nhà giàu, nhà nó ở giữa cái ngã ba cây 11. Nó có bảo là hai đứa mình hai hai đứa mình kết hợp với nhau không? Xong rồi em cũng dép nữa. Lâu chưa? Đâu rồi? Với cả thực tế nó cũng biết là em cái đợt đấy là lần đâu rồi, đợt đấy là em có cái yêu rồi, nó biết em có. Thôi còn gì nữa, yêu rồi nhắn tin làm gì, làm gì có ai làm gì có ai đợi mãi một người đâu, Ôi, quá là cấp luôn. không Thì trong lúc đấy nó tán một đồng tứa rồi, nó tán cả bạn em. nghĩ ý là thả tạo một phát dính cái nào thì tính bố yêu đúng không? Đợt đấy nó tán em tặng son Tom Ford. Ừ. Mà cái hồi đấy, khác ngoài đến lúc em tặng, nó tán bạn em, nó tặng nước hoa, tặng nước hoa kiểu gì đấy. Ừ, nhà có điều kiện nên tặng tôm phò. Tặng nước hoa gì ấy, nó tặng nước hoa gì ấy nhỉ? Cái hãng gì nhỉ? Scandal. Scandal. À đấy, nước 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 hoa. Chứ bạn bạn gái tại nước hoa, ý là bạn gái tặng nó tặng cả mấy lọ, sao nó có cả lọ của con gái ở đấy, chịu chết. Con gái nào? Nó có cả một cái lọ con gái scandal. Chứ bạn gái anh tặng. Mà nếu còn cái hoa con gái hay con trai là dùng làm sao được. Không, thằng đấy nó tặng bạn em. Ừ, anh biết anh đang bảo à? Anh đang bảo là trước bạn gái anh cũng tặng anh. À đúng rồi, em cũng có trai không đấy. Ừ. Có nhiều nhiều loại. À không, em cũng hay dùng nước hoa của bố mà. Thôi À, thế nước à? hoa con trai hương lâu hơn của mà. Thế á, anh nghe lại nghĩ là nước hoa con gái thơm lâu hơn kìa. Không, em thấy mùi của con trai nó vẫn kiểu xanh xanh. À Em vẫn mọi lần vẫn dùng giò này với cả gì nữa. dùng nước hoa của bố. Ơ mà thơm. Thơm thì do thơm mà. Hay nhỉ? Nó Giờ thơm. giờ giờ anh ấy biết. À, thì em xịt vào tóc nhá, từ hôm nọ hôm nay đến nỗi tóc em bết vào rồi mà vẫn còn mùi nước hoa. Thơm nhỉ? Em dùng nước hoa của bố nghe khiếp vậy. Thơm trời lắm. Và mình cũng ít xịt nước hoa, mình cảm thấy Sao nhỉ, anh thấy nước hoa con gái nó thơm, nhưng kiểu nói chung là nó thơm lắm. kiểu ngọt quá mà nó mùi nó kiểu đại trà. Mình sẽ dùng nước hoa con trai thôi. nước hoa ngành à, nước hoa gì ngành Nước hoa ngành có mấy có mấy mùi ngành người bọn nó bây giờ hay dùng cái kiểu loại rắn trắng à, à biết rắn trắng rồi. Kinh Cái đen, rắn có cả rắn đen nữa, cái loại đầu lâu sao ấy. rắn đen rắn thông À, lại rắn còn thế thông nữa. đen Lại còn thế nữa. Kinh nhỉ. Thực ra xịt nước hoa thì đi đâu thì thôi, chứ ở nhà thì làm gì. Đi chơi với bạn gái thì thôi, chứ còn nếu mà con trai, chứ còn đi chơi bình thường anh em con trai đi với nhau rồi thì. Hồi lát khi xịt nước hoa thôi, không phải xịt. Em chơi thật xịt hoa ít đâu. Hồi nãy mình Hôm xịt nước nào hoa thôi. hôm nào nhớ thì xịt, mà hôm nào không nhớ thì Xịt và lách à? Đi bây giờ hồi em nãy bảo xịt hơi nước lách. hoa nó bám lông. Hơi lách xịt và lách. Hồi lát xịt và lách. Chỗ nào hôi xịt chỗ đấy. Chỗ nào hơi là em phang vào chỗ đấy, là xịt vào chỗ đấy là được. Nhưng mà hồi nãy người ta dùng lan lách, chứ ai dùng nước hoa xịt và lách.
là MC Black đâu. Không, anh không bảo à, em, anh của chất nào? Anh bảo người khác chứ anh không bảo em. Anh em sao nhỉ? Không biết. Thế anh đi chơi bạn gái, bạn gái xịt vào chỗ nào? Xịt vào đâu thì xịt. Thích thì anh giống như em, thì để em học về mấy hôm nữa em mà có bạn bạn trai rồi chơi xịt á. Xịt mỗi phát vào đây thôi. Xịt hai phát. Xịt hai vào đây à, xong rồi cọ cọ này xong rồi như này thôi xong. Xong rồi đi cọ cọ. Ờ thì tức là nó có nhiều kiểu xịt mà. Nó cọ vào là được, mình xịt hai hai lần vào đây. Em tao xịt vào cổ cổ tay à. Xong làm không xịt ra lòng bàn tay. Xong bắt đầu mình sẽ xoa 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 hai bên vai. Em xịt ra không khí nhá. Xịt mấy phát ra không khí em nhảy một phát vào chút áo mọi người. Thì nhiều khi cái tốc độ của mình nhảy nó chậm. Ờ, nhưng mà nhảy cẩn thận, nhảy đi vỡ mồm thật. Vỡ mồm. Nhưng mà xin cái đấy nha, mà mình há mồm ra là nước hoa bay vào mồm. Bay vào mồm là cái chắc. Ừ, nó cứ bị giật tai. Nó cứ bị tự dừng, em bảo gì, em bảo với em bảo gì?